Xin chào các bác đã quay trở lại kênh Hải Phong Review. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác mẫu điều hòa Panasonic dòng cao cấp năm 2022 có những tính năng đặc điểm gì nổi bật. Rất mong được sự ủng hộ của các bác bằng cách nhấn đăng ký kênh để em có thể ra những video tiếp theo. Thì năm 2022 thì duy nhất có hãng Panasonic thì ra model mới, những model phân khúc dòng cao cấp. Ví dụ như 9.000 BTU sẽ là XU9 XKH, 12.000 BTU sẽ là mã XU12 XKH, tương tự với đó là 18 thì cũng là XU18 XKH. Đầu tiên nói về giá, thì giá của dòng cao cấp thì chênh lệch khá là cao so với dòng tiêu chuẩn hoặc là những hãng khác. Ví dụ như là con XU9 XKH dòng cao cấp thì hiện tại đang có giá tại siêu thị điện máy Ecomart là 11.140.000 tặng chọn gói công và vật tư lắp đặt. So sánh giá sang dòng tiêu chuẩn cũng là dòng 9.000 một chiều có inverter thì giá chỉ rơi vào 10.180.000 tặng chọn gói công và vật tư lắp đặt. Thì các bác có thể thấy hai dòng tiêu chuẩn và dòng cao cấp sẽ chênh lệch nhau khoảng 2 triệu. Đấy là so sánh trong cùng hãng. Còn nếu như so sánh sang hãng khác như là GV hay là LG là chỉ dưới Panasonic thì dòng một chiều inverter của LG chẳng hạn thì giá chỉ khoảng 8.020.000 thì chênh nhau tận 4 triệu đồng thì rất là cao. Thì khi mà các bác đã bỏ tiền ra mua dòng cao cấp của Panasonic chênh số tiền lớn như vậy thì các bác được những gì? Thì sau đây em sẽ nói chi tiết hơn. Thì đối với dòng của Panasonic thì sẽ có những tính năng như sau. Một là công nghệ Eco AI tiết kiệm năng lượng. Hai là công nghệ cảm biến duy trì độ ẩm dưới 60% giúp cho không khí được rất là dễ chịu. Ba là công nghệ IL2X làm lạnh nhanh hơn 25%. Đây là dòng cao cấp thì sẽ nhanh hơn 25%, còn nếu mà dòng tiêu chuẩn của Panasonic thì thường chỉ là 18%. Nhưng dòng tiêu chuẩn này thì chỉ làm nó nhanh khoảng 18%. Thứ ba là công nghệ độc quyền của Panasonic, đó là công nghệ NanoG, NanoX. NanoG thì giúp loại bỏ được 99% các cái bụi trong không khí và lọc được cả bụi mịn PM2.5. Còn NanoX thì giúp cho lọc không khí và diệt khuẩn và có thể gây ức chế phát triển của virus corona lên đến 91,4%. Thời điểm đang dịch bệnh rất là nguy hiểm thì nếu mà điều hòa mà có thể giúp được ức chế hoạt động của virus lên đến 91,4% thì rất là tốt. Và đặc biệt là chế độ NanoX thì có thể chạy riêng, các bác không cần phải bật điều hòa, các bác có thể chỉ bật riêng chế độ NanoX thì để giúp cho lọc không khí trong phòng và diệt khuẩn, diệt virus, bảo vệ da và rậm tóc. Và một điểm nữa, dòng cao cấp của Panasonic năm 2022 thì đã được tích hợp sẵn bộ thu phát Wi-Fi. Thì các bác có thể kết nối từ điện thoại sang điều hòa để điều khiển thay cho điều khiển cầm tay. Thì các bác hoàn toàn có thể kết nối từ điện thoại sang điều hòa và biến chiếc điện thoại của mình thành điều khiển Panasonic. Áp dụng được tất cả từ điện thoại chạy Android và chạy iOS đều có thể kết nối rất là dễ dàng. Và cuối cùng là chế độ bảo hành. Thì bảo hành của Panasonic sẽ là bảo hành 1 năm toàn máy và 7 năm cho máy nén. Thì các bác hoàn toàn có thể yên tâm về chế độ bảo hành của Panasonic. 7 năm cho máy nén thì rất là dài. Và trên đây là những tiện ích của điều hòa Panasonic. Thì nếu các bác có cần biết thêm thông tin chi tiết hoặc là hỗ trợ thì có thể gọi điện đến số 0974178586 hoặc truy cập website eco-mart.vn. Em xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.